Chào mừng quý vị đã đến với kênh XQ88. Trong chương trình hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn vài nét chính về một lực lượng đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực quân sự, đó là lực lượng đặc công. Thưa quý vị, binh chủng đặc công là binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam do Bộ Tổng Tham mưu trực tiếp quản lý và chỉ đạo. Đây là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, quân nhân được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ, thường dùng để tập kích bất ngờ vào các mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong đội hình chiến đấu, bố trí chiến dịch và hậu phương của địch. Tuy ngày thành lập chính thức là năm 1967, nhưng từ chiến tranh Đông Dương 1946-1954 đã hình thành và phát triển nhanh chóng. Lực lượng đặc công của quân đội ta được chia làm 3 bộ phận: đặc công bộ, đặc công nước và đặc công biển động. Trong chương trình ngày hôm nay, những ngày đầu xuân năm 2023, kênh xin gửi tới quý vị vài nét về nghệ thuật tác chiến của đặc công biển động tại các thành phố lớn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Thưa quý vị, về tác chiến của quân đội Việt Nam, đó là lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn là nét tiêu biểu của quân đội ta nói chung và lực lượng đặc công nói riêng. Tuy nhiên, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam lực lượng đặc công biệt động của ta tiến công với quy mô lớn. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy vào Tết Mậu Thân 1968, ta đã tổ chức các đơn vị đặc công biệt động tập kết ở các bàn đạp, căn cứ lõm hoặc các cơ sở mật trong thành phố sẵn sàng tiến công khi có lệnh. Ở thành phố Huế, ta có 3 tiểu đoàn đặc công bộ gồm K1, K2 và tiểu đoàn 12 và 10 đội đặc công biệt động. Tại thành phố Đà Nẵng, ta có 2 tiểu đoàn đặc công, tiểu đoàn 487 và tiểu đoàn 489 và đội biệt động nơi độ. Đặc biệt là ở Sài Gòn, thành phố lớn nhất miền Nam, nơi tập trung các cơ quan đầu não chỉ đạo điều hành các cuộc chiến tranh ở Việt Nam của Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn, ta tập trung lực lượng đặc công biệt động nhiều và mạnh nhất. Riêng ở phân khu 6, các quận nội thành, ta bố trí 11 đội biệt động đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu ở nội thành. Các phân khu khác ở vùng ven đô, mỗi phân khu có từ 1 đến 2 tiểu đoàn đặc công, 2 đến 4 tiểu đoàn bộ binh mũi nhọn đặc công hóa, sẵn sàng phối hợp với các cụm đội biệt động ở nội thành. Ngoài ra, đặc công của 3 sư đoàn bộ binh, sư đoàn 5, sư đoàn 7 và sư đoàn 9 và đặc công của các huyện ngoại thành sẵn sàng đánh ngăn chặn, không cho địch ứng cứu nội thành. Đây là lần đầu tiên ta tổ chức lực lượng đặc công biệt động với quy mô lớn tham gia tác chiến tại các thành phố lớn, nơi hậu phương chiến lược của địch. Thực hiện kế hoạch tác chiến, đêm 30, rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, lực lượng vũ trang ta đồng loạt tiến công hầu hết vào các thành phố lớn, thị xã, quận lỵ, thị trấn trên toàn miền Nam, trọng điểm là các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng và có sự tham gia của đặc công biệt động. Việc sử dụng đặc công biệt động trong tác chiến tại các thành phố đòi hỏi phải có sự hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất không chỉ giữa các đơn vị đặc công biệt động mà còn phối hợp hiệp đồng với các lực lượng khác. Tại Sài Gòn là trọng điểm lớn nhất của cuộc tổng tiến công và nổi dậy, đặc công biệt động đồng loạt tiến công vào 6 trên 9 mục tiêu ở nội thành, gồm Tòa Đại sứ Mỹ, Đài Phát thanh Sài Gòn, Bộ Tổng tham mưu, Tổng nha cảnh sát, Dinh Độc lập và biệt khu thủ đô. Đồng thời, các tiểu đoàn đặc công của ta ở các phân khu ven đô cũng tiến hành tiến công vào nội thành. Đòn tiến công táo bạo, hiểm hóc của đặc công biệt động vào các mục tiêu quan trọng của Mỹ, ngụy trong nội thành Sài Gòn làm rối loạn hậu phương của chúng, gây tiếng vang lớn trong nước, sang cả nước Mỹ và lan rộng ra cả thế giới. Tại thành phố Huế, trọng điểm thứ hai của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, các tiểu đoàn đặc công, đội biệt động phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương đã tiến công vào các vị trí của địch, kết hợp với nổi dậy của quần chúng đã giành thắng lợi lớn ở một số địa điểm nội thành và vùng ven, làm chủ thành phố Huế trong 25 ngày đêm. Ở Đà Nẵng, sau khi pháo ta bắn phá sân bay Đà Nẵng và sân bay Nước Mặn, lực lượng đặc công phối hợp với lực lượng vũ trang khu 2 tiến công địch ở núi Bông, Cẩm Bình, Cầu Đỏ. Ở khu vực nội thành, lực lượng biệt động cùng với tự vệ đánh chiếm một số đồn bốt và công sở cấp phường, quận. Nét nổi bật của đặc công biệt động tác chiến trong các thành phố trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đó là đánh đồng loạt cùng một thời điểm được quy định thống nhất trên toàn miền Nam. Trong tác chiến, lực lượng đặc công biệt động tiến công gần như hầu hết vào tất cả các mục tiêu then chốt, hiểm yếu, có giá trị quan trọng cả về chiến dịch và chiến lược, vào các cơ quan chỉ huy đầu não của địch ở các thành phố, nơi mà chúng cho là an toàn nhất, là nơi bất khả xâm phạm, tạo nên thế trận lợi hại, làm rung chuyển cả tinh thần và thế lực bố trí của địch, tạo điều kiện cho bộ binh và các binh chủng khác từ vùng ven đô đánh vào các nội thành, kết hợp trong ngoài cùng đánh, hỗ trợ quần chúng nổi dậy giành chính quyền. Việc tổ chức và sử dụng đặc công biệt động tác chiến trong các thành phố tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm hết sức quan trọng. Đây là cơ sở để ta tiếp tục xây dựng và phát triển cách đánh, cách tổ chức sử dụng lực lượng đặc công biệt động trong những trận đánh lớn, đặc biệt là trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giành thắng lợi vang dội, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của kênh hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.